Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga đổi chiến thuật, lần đầu phóng tên lửa tấn công Ukraine từ biển Azov. Ukraine muốn đàm phán hòa bình với Nga. Tên lửa Nga phá hủy kho. Không thể đánh bại Nga ở Ukraine. Tàu Nga lần đầu tấn công Ukraine từ biển Azov, dù trước đó lực lượng Moscow thường tập kích đối phương từ Biển Đen. Nga bắt đầu phóng tên lửa hành trình tầm xa Kalib từ biển Azov vào các mục tiêu của Ukraine từ tối 21 tháng 6. Theo Wojon, đây là lần đầu tiên chiến hạm Nga tấn công đối phương từ biển Azov bằng tên lửa Kalib kể từ khi chiến sự bùng phát. Hải quân Nga trước đây thường bắn tên lửa tấn công mặt đất Kalib từ Biển Đen vào Ukraine. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phương Tây, việc tấn công từ Biển Đen đã trở nên nguy hiểm hơn với Nga vì Ukraine thường huy động xuồng tự sát UAV, tên lửa tấn công chiến hạm Nga ở khu vực này. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng vì người Nga coi đây là khu vực an toàn hơn so với Biển Đen, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plentenchuk nói hôm 22 tháng 6. Nga đã phóng 4 tên lửa Kalib từ biển Azov, ông Plentenchuk cho biết. Đây là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các thành phố và các cơ sở năng lượng, gồm 6 UAV Shahed-136, 16 tên lửa phóng từ trên không, trên đất liền và trên biển. Các cơ sở năng lượng và thành phố trên khắp Ukraine đã bị tấn công, bao gồm Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Kiev, Vinnytsia, Zaporizhia. Theo không quân Ukraine, họ đã bắn rơi 12 tên lửa và 6 UAV. Nga đã di chuyển 9 tàu tới biển Azov vào ngày 20 tháng 6, Hải quân Ukraine cho biết. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công từ Biển Đen hôm 21 tháng 6. Ukraine lưu ý rằng hiện có 3 tàu Nga ở biển Azov có khả năng mang theo tổng cộng 20 tên lửa và một tàu ngầm ở Biển Đen có thể mang theo tới 4 tên lửa hành trình. Tàu ngầm hoạt động tương đối an toàn ở Biển Đen vì chúng khó bị phát hiện khi ở dưới lòng biển. Tuy nhiên, ông Plentenchuk cho rằng Nga dường như đã quên biển Azov cũng gần với tầm bắn của chúng tôi. Dù Ukraine có thể tấn công tàu Nga bằng tên lửa và UAV ở biển Azov, nhưng tấn công bằng xuồng tự sát, một trong những vũ khí hiệu quả hàng đầu ở Biển Đen, sẽ là thách thức lớn. Xuồng tự sát của Ukraine sẽ phải vượt qua cầu cách nối bán đảo Crimea với đất liền Nga nếu muốn đi vào biển Azov. Đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, lãnh thổ do Nga kiểm soát bao quanh vùng biển này bằng một vùng đệm khá lớn và một hệ thống phòng không uy lực lại được đặt ở đây. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Kiev tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine trên Biển Đen và sáp nhập vào Nga năm 2014. Lực lượng Hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần Biển Đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát và tên lửa của Ukraine. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine, Gazprom, báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo. Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga, đạt được hòa bình sớm nhất có thể và dự kiến tổ chức hội nghị hòa bình lần 2 trước cuối năm nay. Trả lời phỏng vấn Interfax ngày 22 tháng 6, Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Igor Zubka cho biết, Ukraine dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai vào cuối năm nay. Chúng tôi muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai trước cuối năm nay. Quá trình này không nên bị trì hoãn. Ukraine không giống ai khác, muốn hòa bình càng sớm càng tốt, ông nói. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh, Ukraine chắc chắn không muốn hòa bình dựa trên cái gọi là sự thừa nhận thực tế của Nga. Ông cho biết, Kiev không thể chấp nhận yêu cầu của Nga về việc rút quân khỏi 4 khu vực. Về hội nghị hòa bình thứ hai, ông Zubka nói rằng sự kiện này có thể do một quốc gia ở Nam Bán Cầu tổ chức, song ông từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Ông cho rằng Nga có thể cố gắng ngăn chặn hội nghị diễn ra. Theo đề nghị của Kiev, Thụy Sĩ đã tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine lần thứ nhất hôm 15 đến 16 tháng 6. Sự kiện có sự tham gia của hơn 90 quốc gia và tổ chức quốc tế, nhưng không có Nga. Hội nghị tập trung vào 3 điểm chính trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky, bao gồm trao đổi tù nhân, an ninh lương thực và hạt nhân. Giới chức Ukraine để ngỏ khả năng mời Nga tham dự các hội nghị sau này. Các quan chức của Thụy Sĩ cũng nói rằng hội nghị tiếp theo sẽ không tổ chức tại châu Âu và gợi ý Ả Rập Xê Út có thể là một phương án. Trong khi đó, Nga cho biết
có thể cân nhắc tham gia hội nghị với điều kiện các điều khoản chấm dứt xung đột do Moscow đề xuất phải được đưa ra thảo luận. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây một lần nữa khẳng định Nga luôn sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, thậm chí ngày mai, nhưng các bên cần nghiên cứu đề xuất hòa bình của Moscow. Các đề xuất hòa bình của chúng tôi được đặt lên bàn cân. Điều này không phụ thuộc vào chúng tôi khi tất cả các bên quan tâm đến đàm phán sẽ nắm bắt những gì trên bàn và bắt tay vào đàm phán. Họ có thể thực hiện việc đó vào ngày mai, nhưng còn tùy thuộc liệu họ có muốn hay không, nhà lãnh đạo Nga nói. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga chưa bao giờ bác bỏ ý tưởng đàm phán. Như tôi đã nói, chúng tôi không phải bên từ chối đàm phán. Chính Ukraine đã tự cấm mình đàm phán, không phải chúng tôi, ông cho hay. Chúng tôi ủng hộ đàm phán, chưa bao giờ từ chối điều đó, nhưng không phải dựa trên một số hình thức phù du mà dựa trên những thỏa thuận đã đạt được sau gần một tháng rưỡi đàm phán khó khăn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, rút. Đó là cơ sở để chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại với phía Ukraine, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Ông cũng nói thêm, Nga vẫn ủng hộ các địa điểm đàm phán trung gian như Minsk, Istanbul và Thụy Sĩ. Tổng thống Putin lưu ý thêm, đề nghị của Ukraine về việc Nga phải rút quân chỉ nhằm kéo dài xung đột. Vì chính quyền Ukraine không muốn từ bỏ quyền lực, không muốn tổ chức bầu cử bình thường theo hiến pháp, nên họ sẽ kéo dài mãi mãi các cuộc đàm phán ngừng bắn. Nếu các cuộc đàm phán liên quan đến việc rút quân của chúng tôi, điều mà chế độ Ukraine mơ ước, kịch bản đó sẽ không bao giờ xảy ra, ông cho biết. Tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra mới về giải quyết xung đột Ukraine. Theo đó, Nga đề nghị Ukraine công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk và vùng Kherson, Zaporizhia thuộc Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Vũ khí phương Tây ở Ukraine. Quân đội Nga đã tập kích chính xác vào các kho vũ khí, đạn dược của Ukraine, bao gồm cả những kho chứa máy bay không người lái và vũ khí phòng không do phương Tây cung cấp. Trong thông cáo ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, đêm 21 tháng 6, rạng sáng 22 tháng 6, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích hỗn hợp, sử dụng Nga trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái, nhắm vào một số mục tiêu ở Ukraine. Những mục tiêu này bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như các kho chứa đạn và vũ khí trên không do phương Tây cung cấp cho Kiev. Cuộc tấn công đã đánh trúng tất cả các mục tiêu, Bộ Quốc phòng cho hay. Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng cuộc tấn công mới nhất diễn ra nhằm đáp trả những nỗ lực của Ukraine nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Nga. Vài tháng trở lại đây, quân đội Ukraine liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở chế biến dầu của Nga, bao gồm cả những cơ sở nằm xa biên giới. Tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng phương Tây không thể chiến thắng Nga ở Ukraine, dù đây dường như là điều họ mong muốn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói với đài phát thanh Kyrgyz rằng các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu và Đức hỗ trợ dường như muốn đánh bại Nga ở Ukraine. Nhưng những kế hoạch này là vô vọng. Ông cảnh báo phương Tây sẽ phải trả giá đắt cho tham vọng này và nó sẽ trở thành không đáng để phải làm như vậy. Tình hình có vẻ như thế giới phương Tây muốn đánh bại Nga với sự giúp đỡ của Đức và dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Tôi nghĩ điều đó là vô vọng và ngay cả khi phương Tây thành công, điều đó không thực tế chút nào. Chúng tôi sẽ phải trả một cái giá đắt đến mức không đáng, ông Orbán nhấn mạnh. Ông Orbán cũng không ủng hộ việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng cho rằng lý do chính dẫn tới xung đột là mong muốn gia nhập NATO của phía Kiev. Cuối cùng thì câu hỏi đặt ra là Ukraine có trở thành thành viên NATO hay không? Cuộc chiến này liên quan tới Sevastopol ở Crimea, nơi sẽ có cờ NATO hoặc cờ Nga ở lối ra Biển Đen. Người ta nói rằng cờ Nga đang bay ở đó và họ không muốn đổi nó thành cờ NATO, cũng như không muốn tiếp giáp với các nước NATO, Thủ tướng Hungary nói. Ông Orbán cho rằng Mỹ vẫn còn đang hy vọng giành chiến thắng trước Nga ở Ukraine, nhưng Hungary không ủng hộ điều này. Theo ông Orbán, chính phủ Hungary đã nhận được sự đảm bảo từ cả Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg và người kế nhiệm tiềm năng Mark Rutte rằng Budapest sẽ không bị lôi kéo vào một sứ mệnh của NATO ở Ukraine. Ông Orbán tuyên bố Hungary sẽ không đóng góp quân đội, vũ khí hoặc tiền bạc cho kế hoạch này. Tôi có thể kéo phanh khẩn cấp, con tàu hướng tới cuộc chiến sẽ dừng lại và người Hungary sẽ xuống chuyến tàu này. Và nếu chúng ta trở nên rất mạnh mẽ và có đủ may mắn,
chúng ta sẽ thuyết phục người lái tàu không đi xa hơn nữa, ông nhấn mạnh. Nga coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng chống lại Moscow. Sau khi một số quốc gia thành viên NATO công khai cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow có thể cung cấp vũ khí tương tự cho các đối thủ của phương Tây. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!